Hôm nay chúng ta bàn về sự lan tỏa. Hiểu đơn giản, lan tỏa là sự di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác. Pin phấn để trên bàn một tuần sau nó vẫn ở đó, trừ khi có người ném hay mang nó đi chỗ khác. Vậy chất rắn không tự di chuyển được, bình nước lũng đáy, nước tự chảy xuống sàn. Vậy chất lỏng tự chảy từ cao xuống thấp. Cô nọ xịt nước hoa đứng đằng kia mà mình vẫn ngửi thấy. Vậy chất khí tự bay từ chỗ đó đến chúng ta. Rõ ràng khả năng lan tỏa giữa các chất khác nhau. Hôm nay chúng ta xét sự lan tỏa của chất rắn và chất khí. Bài thực hành hôm nay chúng ta sử dụng thứ nhất là bông gòn, thứ hai là giấy pH có màu vàng cam, muỗng múc hóa chất, kẹp gấp, kẹp ống nghiệm, đổ thủy tinh. Xá để ống nghiệm, nước cao su đậy vừa, ống nghiệm. Bình nước 2 cốc thủy tinh hay 2 lọ thủy tinh cùng kích cỡ. Ống nhỏ giọt, chúng ta gọi là ống hút nhỏ giọt cũng được. Gọi là ống hút tại vì khi bóp vào nó sẽ hút chất lỏng lên và chúng ta có thể nhỏ ra từng giọt nên gọi là nhỏ giọt. Hóa chất, đây là dung dịch NH3, gọi là dung dịch ammoniac. Dung dịch ammoniac có màu, là chất lỏng trong suốt không màu. Mùi, cách ngửi mùi của hóa chất, chúng ta không có mở nắp rồi dí sát ngay mũi mà ngửi, mà tại vì chúng ta sẽ không biết được cái mùi nó thơm hay nó hôi, hoặc là nó có dị ứng với cơ thể mình hay không. Chưa kể hít một lượng, hàm lượng lớn nó sẽ gây sốc. Khi thí nghiệm thì cái điều quan trọng nhất là an toàn của bản thân. Do đó cách ngửi đúng là chúng ta để ở khoảng cách hợp lý, mở nắp ra, rồi lấy tay phải nhẹ. Được chưa? Rồi, hóa chất thứ hai là thuốc tím. Thuốc tím có màu ở thể rắn. Thí nghiệm thứ nhất là sự lan tỏa của chất khí, cụ thể ở đây là khí ammonia. Chúng ta lấy tờ giấy, tờ pH, xé làm đôi. Một nửa chúng ta nhỏ một giọt dung dịch ammonia lên giấy pH. Chúng ta thấy rằng dung dịch ammonia làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh. Vì nó nồng độ nó đậm thì nó chuyển sang hơi tím. Rồi, cái nửa thứ hai, bây giờ miếng giấy pH thứ hai chúng ta cho vào ống nghiệm, cho vào đáy ống nghiệm. Chúng ta nhúng nước và cho vào đáy ống nghiệm, nhưng mà để cho đảm bảo cho giấy để cho nó thuận tiện, nó giấy pH nó không dính lên thành ống nghiệm đó, thì chúng ta cho giấy pH khô vào trước rồi xịt một ít nước vào thì chúng ta sẽ đảm bảo giấy pH ẩm ở dưới đáy ống nghiệm. Bây giờ lấy bông gòn,
nhỏ vào bông vòn vài giọt amoniac. Sau đó nhét vào miệng ống nghiệm, rồi lấy nước cao su đậy vào, quan sát. Cứ để ngang ống nghiệm để quan sát. Chúng ta thấy rằng miếng giấy pH nó cũng chuyển sang màu xanh, giống như cái miếng giấy mà chúng ta đã nhỏ một giọt, đã nhỏ giọt dung dịch amoniac trực tiếp vào. Thì vấn đề đặt ra là tại sao amoniac ở chỗ này, ở miệng ống nghiệm, còn giấy pH ở dưới đáy ống nghiệm mà nó lại chuyển sang màu xanh? Do dung dịch, do amoniac, dung dịch amoniac dễ bay hơi. Điển hình là khi mở nắp ra là chúng ta nghe cái mùi liền. Và vì chúng ta đậy nước cao su nên hơi amoniac nó không đi ra ngoài mà nó đi ngược vào trong, nó lan tỏa vào trong. Và nó khi nó gặp giấy pH ẩm thì nó lại chuyển thành dung dịch amoniac và làm cho giấy pH ẩm chuyển thành màu xanh. Khía cạnh thứ hai là sự lan tỏa của chất rắn. Đây là hai cốc. Cho cùng một lượng nước, hai cốc hay loại thủy tinh cùng kích cỡ, cho cùng một lượng nước vào hai cốc, tối thiểu là nửa bình, nửa ly. Để yên trên bàn. Sau đó cho vài hạt thuốc tím. Cho cùng một lượng thuốc tím vào. Chú ý là chỉ cho vài hạt thôi thì mới dễ quan sát. Một cái cốc thủy tinh chúng ta sẽ khuấy đều. Chúng ta thấy rằng cái cốc mà chúng ta khuấy đều thì màu tím nó tím đều từ trên xuống dưới. Còn cái cốc còn lại, cốc để yên, chúng ta thấy rằng chỉ có ở dưới đáy mới có màu tím, và cũng tùy chỗ chứ không phải chỗ nào nó cũng có màu tím, và trên phía trên không thấy màu tím. Vậy chứng tỏ thuốc tím khó lan tỏa, muốn lan tỏa phải cần thời gian. Qua hai thí nghiệm rút ra kết luận, chất khí lan tỏa tốt hơn chất rắn.